Sau đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ ngày 7 tháng 2, trong đó đoạn tin mừng theo Thánh Cô chương 6 câu 7 đến câu 13 nói về việc Chúa Giêsu chặn thương đến đám đông dân chúng và ngài chữa lành cho họ hết đủ mọi thứ tật nguyền. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu sai các môn đệ đi chữa lành như chính người đến thế gian để chữa lành chữa lành gốc rễ tội lỗi nơi chúng ta tội nguyên thủy chữa lành cũng có nghĩa là tái tạo chúa giêsu đã tái tạo chúng ta từ gốc rễ và người giúp chúng ta bước đi với những lời giảng dạy và giáo huấn của người đó luôn là thứ giáo lý giúp chữa lành nhưng đòi hỏi đầu tiên mà người đưa ra là hoán cải việc chữa lành đầu tiên là hoán cải nghĩa là mở rộng con tim để lời chúa đi vào hoán cải là nhìn vào điểm khác chú tâm vào một điều khác. Điều này giúp vỡ động con tim và cho ta thấy những thứ khác. Nhưng nếu trái tim bị đóng kín, nó sẽ không thể được chữa lành. Nếu ai đó bị bệnh mà lại kiên quyết không muốn đi bác sĩ, thì anh ta sẽ không được chữa lành. Và với họ, Chúa Giêsu nói, trước tiên hãy hoán cải, hãy mở lòng. Dù khi tố hội chúng ta làm nhiều điều tốt, nhưng trái tim khép kín thì tất cả chỉ là lớp sơn bên ngoài. Nó sẽ biến mất sau cơn mưa đầu tiên. Ta tự hỏi lòng mình, tôi có nghe thấy lời mời gọi khoáng cải này không? Có mở lòng để được chữa lành, để tìm kiếm Thiên Chúa và để tiến bước không? Tuy nhiên, để mời gọi mọi người khoáng cải, người ta cần có thẩm quyền. Trong tin mừng, để có được thẩm quyền ấy, Chúa Giêsu nói về việc đừng mang gì ngoài cây gậy không mang bì, mang bánh, không mang tiền trong túi. Về bản chất, sự khó nghèo chính là người tông đồ. Vị mục tử không tìm sữa chiên, không tìm lông cổ. Thánh Augustino nói rằng, thứ ông đang tìm kiếm là sữa, là tiền, là len. Ông thích khoác vào mình những thứ phù phiếm nơi công việc của mình. Đó chính là cả thích trèo lên những bậc thang danh vọng hãy sống nghèo khó khiêm nhường nghiền lành và như chúa giêsu nói trong tin mừng nếu nơi nào không đón nhận các con hãy đi sang vùng khác phụi bụi chân với sự hiền lành và khiêm nhường vì đây là thái độ của người tâm đồ nếu người tâm đồ người sứ giả hay một ai đó trong số chúng ta ở đây có rất nhiều người được sai đi đã hít mũi lên tin rằng mình trội vượt hơn người hay tìm kiếm những lợi ích mang tính con người thì sẽ chẳng thể giúp người khác ngỡ lòng vì lời của người ấy không có thẩm quyền. Người môn đệ sẽ chỉ có thẩm quyền nếu bước theo Chúa Kitô. Vậy, nẻo đường của Chúa Kitô là gì? Đó là nghèo khó, một Thiên Chúa trở nên xác phàm, bị giết hại, bị lột áo, nghèo khó, đưa tới sự hiền lành và khiêm nhường. Chúa Giêsu khiêm nhường đi ra những nẻo đường để chữa lành và vì vậy với thái độ nghèo khó khiêm nhường kiêng lanh này người muốn đệ có thể có thẩm quyền để có thể nói hãy ăn năn hối cải để mở lòng sau khi kêu gọi hoán cải những người được sai đi trừ nhiều giống quỷ nói với thẩm quyền không đây là một con quỷ đây là một tội lỗi đây là một thái độ không trong sạch bạn không thể làm điều đó nhưng người ấy phải nói với thẩm quyền bằng chính đời sống gương mẫu của mình chứ không phải thẩm quyền của người từ trên phán xuống mà lại không quan tâm đến người khác đó không phải là thẩm quyền đó là chủ nghĩa độc đoán trước sự khiêm nhường trước quyền năng của danh thánh chúa kitô với đấng mà người muốn để thực hiện sứ mạng của mình và nếu người ấy khiêm nhường ba quỷ sẽ chạy trốn hết vì chúng không thể chịu nổi những tội lỗi ấy được chữa lành những người được sai đi được chữa lành thân xác sức giàu cho nhiều bệnh nhân sức giàu là sự âu yếm của thiên chúa giàu luôn là một sự âu yếm làm mềm ra và làm cho ta cảm thấy tốt hơn do đó người được sai đi phải học sự khôn ngoan của lòng triều mến nơi thiên chúa vì vậy mỗi khi tôi hữu đều có khả năng chữa lành chứ không phải chỉ là một lên một một giám một. anh chị em có thẩm quyền của sự chữa lành với một lời tử tế, với một sự nhẫn nại, với một lời khuyên kịp thời, với một khóe nhìn. Nhưng chúng cần phải giống như dầu, cần phải có sự khiêm tốn. Tất cả chúng ta cần phải được chữa lành, bởi vì tất cả chúng ta đều có những căn bệnh tâm linh, nhưng tất cả chúng ta cũng có khả năng chữa lành cho người khác. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng chữa lành như người đã thực hiện với sự hiền lành khiêm nhường với sức mạnh chống lại tội lỗi chống lại ma quỷ và tiến bước trong công việc chữa lành cho người khác tôi chữa lành vết thương cho người khác và để chính mình được người khác chữa lành đó chính là cộng đồng kỳ tô giáo